xin chào tất cả các bạn à, sắp sửa tới đây là năm học 2021-2022 là chuẩn bị diễn ra thì à, về vấn đề về sách giáo khoa thì chắc có lẽ là các quý vị cũng đang có rất là nhiều thắc mắc thành đang làm à, thành có nghe một à, ai đó nói là về có những người mà bán cái sách giáo khoa lên tới à, 700 trăm ngàn tới một triệu đồng không biết là tin đó thiệt hay là như như thế nào thì thành không biết nhưng mà bây giờ thành đã làm xong cho để phục vụ cộng đồng thôi hoàn toàn miễn phí đó là cái website là sách giáo khoa o study net ho study tức là online study đó các bạn viết tắt thì hoàn toàn là miễn phí sách giáo khoa từ lớp 1 cho tới lớp 12 luôn đầy đủ hết tất cả các bạn có thể vào trong đó học trực tiếp hoặc là tải về để lưu lại mà học cũng được hoàn toàn miễn phí rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha nhớ tải về nha thành cô cô để đường liên bên dưới đó